ជំរាបសួរអាចារ្យនាងខ្ញុំឈ្មោះតឹមស្រីលក្ខរស់នៅភូមិម្ដងពោខុំក្រឡាស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់បានរៀនគឺមានពេលខ្លះខ្ញុំជេកូនស្ដីឲ្យកូនសឡុតកូនមានពេលខ្លះទៅមានអារម្មណ៍មួម៉ៅដូចថាកូនវាអត់អនុវត្តតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ណែនាំអញ្ចឹង ដល់ទៅពេលហើយគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវខ្លាំងណាស់បើកូនតូចអត់សូវដែលបានមើលកូនបានដល់ទេព្រោះអីខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែទៅពីទៅពីកូនញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះអឺពេលខ្លះទៅកូនដើរលេងចេះតែឲ្យបងប្រុសហ្នឹងនាំដើរលេងបដ້ອຍបដ້ອຍទៅអាចចំណែកការញ៉ាំការនេះអី con chết thì nhắm tinh nôm nè nôm nô nhắm đại khi nhắm mà đại ban mơ con đất đó con nhắm nôm bình chọc nhắm nôm ấy pê khá nhắm mặt đại sơ ban bình chọc con ở đất đó đại pê cơ quả nà mai chân cứ con nhắm miên ca chư chả nè quạt chư nè chư nô cha phơi chân phơi nhắm nâng khát pê bị lìa chờn khát ca lũ đô khát bề đi cha ở lớn nick ban khang ông ca sale đại ban quạt cho mò bằng riêng khang crom của má tôi đào phum nhom bề nick nhom ban cho đăng nẹt kêu quạt chui bằng riêng này nom ao nhom riêng ao che đăng cha nó bề để nhom bờ ban riêng phi mê riêng năng ruồi hái cứ nhom miên chậm nẹt đăng tràn cứ nhom do mà ăn bọt chỉ mỗi con tôi bọt nhom cứ ăn bọt chỉ mỗi con tôi bọt nhom cứ miên ca lên là bay mình lấy là bài nhỏ đầm bài ai cô là bậc nhóm trẻ đăng pi chấm nè đăng thay thay ai cô đang riêng pi chui bằng riêng cô nói riêng pi à nà mai là o hay nhóm do cảm phiệp nắng do mà ăn vật chỉ mùi con tôi là bậc nhóm đầm bài ai con tôi là bậc nhóm nắng miền sọc phiệp là o cắt bằng thoi nó cảm bơ hơn xa cầm ai con tôi sầm lót con tôi chẳng cầm ai con tôi miền phiệp khay khay ca thân thân om sanam nhảy nhảy bò dương cứ vừa ai câu được bò dương nâng cứ miên cái đây sọc hai nâng sọc phiệp lò đài cha khi ông ban chạy chậm lệ ai cầm mai mai đi khnì ai cô hát vô đăng pi cầm phiệp bằng riêng câu này câu che ai câu chlan ai tự tua ban ở do chậm này đăng nâng tới ai cô hát ăn vợ chậm mùi câu tôi được bò con ơi quạt nâng mình sắc phiệp là o phở à nà mai khuôn pran liêng đai môn nhằm à ha bê đất nhau ban chay rùm lệch đó kào mai mai rúi cứ quạt mình sắc phiệp phai pru đời tha quạt ban dô bị xâm đáy khi nhóm đã tự bằng riêng quạt nâng cứ dô ta ăn vọt chú mối câu tôi quạt to tay mà đòn chà chẳng hai cứ mình ca phai pru chân phở ơi con tôi là bỏ quạt nâng mình sắc phiệp là o cha ca vô khơi được bọc nhóm chấm po đai cầm rồng cột ma tội nè cha cứ thưa dương liên ban tràn che đăng pi ca sầm át à nà mai cha thưa dương nâng ngọc à rom ban vô khơi cầm rồng nâng lọ hái ai chui đo giặc cầm tràn cha ai cắt bằng thoi pi ẩm pơ hăng xa dương mình thọp ở nhà máy đo côn ở bàn cột cột tề phần tai dương liên pi cùng ruộng nâng ruồi cứ dương ăn vọt bán mình cả nhà máy là o bằng ca pi ca thẹ pi món đi tha mình bán ở thái cô mặn đặt đo tề chả phần tai cùng ruộng cầm cột má tôi nấy cứ phơ phạt đầu ở nhom nâng bàn ở vô đằng tràn ở mưa thái côn bàn tràn sầm ăn ở nhà máy côn bàn tràn cha nên chăm sóc thai nhầm nó con đó ông ca sân cứu của mạc ma Hong Kong cha đại ban chui ở thăm thạm ca nơi ông ca sell the children Cambodia nông ca nó bớt cầm phìp cầm rung của ma tôi nè cha nên khi cứ sống ở con cha đại ban mà ở nên khi nhom che ăn bớt cầm rung nè đầm bay bằng riêng cầm mai mai nâng của ma tôi cho quạt miếng sọc phìp là o ở quạt chiếc pot bây giờ bơ hăng xa cha nên khi cứ sống ở con cha